Huyện Tiểu Cần phối hợp với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức chương trình tháng 3 biên giới và tuyên truyền biển đảo năm 2023 tại đồn biên phòng Long Hòa, huyện Châu Thành. Tại chương trình, hai đơn vị Đoàn Thanh niên và Đồn biên phòng Long Hòa, huyện Châu Thành đã ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2023-2028 nhằm tạo điều kiện để hai đơn vị giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau trên một số lĩnh vực công tác có liên quan tới hai ngành, nhất là những khó khăn cần chia sẻ và tạo điều kiện tốt cho hai đơn vị ký kết nghĩa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Cũng tại chương trình, Trà Vinh và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai trao tặng các chiến sĩ đồn biên phòng Long Hòa công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng biên giới trị giá 10 triệu đồng, tặng 6 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng và 500 quyển tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Long Hòa, huyện Châu Thành. Đây là hoạt động có ý nghĩa để tuổi trẻ hôm nay có trách nhiệm bảo vệ vùng biên giới biển của Tổ quốc. Tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ được tổ chức hàng năm để các đoàn viên thanh niên chúng tôi tham gia và nhằm nâng cao nhận thức để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Việc tham gia chương trình tháng 3 biên giới là một việc rất là tốt đối với đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho chúng tôi là biết được về cái vùng biển của quê hương của Trà Vinh, cũng như là công tác bảo vệ chủ quyền trên biển, biên giới trên biển của các chiến sĩ đồn biên phòng Long Hòa. Và qua đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi để cho tuổi trẻ huyện Tiểu Cần học hỏi thêm được nhiều kiến thức, là và chúng tôi quyền đoàn và đồn biên phòng Long Hòa cũng đã ký kết cái kết nghĩa, tạo điều kiện cho chúng tôi được giao lưu học hỏi. Với ý nghĩa này, tại chương trình tháng 3 biên giới năm nay, lãnh đạo hai đơn vị mong muốn tiếp tục được sự phối hợp gắn kết để cùng thực hiện tốt các phong trào đoàn kết ba lực lượng với phương châm ở đâu có đơn vị vũ trang thì ở đó có kết nghĩa với tổ chức đoàn địa phương. Qua đó nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc củng cố tình đoàn kết quân dân. Đồng thời, thông qua hoạt động này còn tạo điều kiện cho hai đơn vị phối hợp tốt trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình thanh niên và dư luận xã hội trong thanh niên, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đồng hành cùng các ngành các cấp và nhân dân xây dựng địa bàn biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh, tham gia hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.